Có ai thích cặp vàng này không? Lần trước là rất là ngóng cho con mà bị hụt mất. Có vẻ có tiến triển. Xôi xôi. Lần trước là giống hụt. Hôm nay cho sang gặp sẹo. Sẹo. Lần trước là cặp này bị hụt. Lần trước là cặp này lấy giống nhưng mà bị hụt. Đốm lưỡi rất là nhiều, sẹo cũng vậy. Có thêm nhân tố mới, thêm con đen nó định ra, nó tham gia. Hôm nay là cho Xôi sang đây là để chơi với sẹo chứ Xôi có gì đâu. Sao sẹo lại bám Xôi thế nhỉ? Hóa ra Xôi có mùi lên giống à? Hả? À? Hay là lên giống ngầm mà không biết. Chứ hôm nay là cho con Xôi sang là cho sang chơi thôi, chứ không phải là cho sang để lấy giống đâu. Mà sao sẹo lại bám thế? Sao lại sẹo lại gạ nhỉ? Chó nó làm quen với nhau. Xôi đánh đá thế. Nay cho sang chơi thôi chứ không phải là cho sang phối đâu. Đang trực trực ra nhăm nhe nhỉ, định phối trộm. Có vẻ là một cổ lạ bằng tạ cổ quen. Con sẹo này là nó không có theo cái kiểu là nó không có kiểu nó phối linh tinh đâu. Nó không có phối linh tinh, cái mà không có mùi nó còn quay đi ấy. Mà đây thì nó lại quấn. Nó lại quấn con cái này. Hôm nay là dắt nó sang đây là dắt nó sang chơi đấy. Chứ không phải là dắt sang phối đâu mà sẹo quấn kìa. Quan trọng là nó có chịu không. Lạ nhỉ, là cặp này mà nó phối được thì đúng là buồn cười. Thì đúng là chuyện lạ chưa bao giờ gặp.
cái quan trọng là con đực nó cứ bám mãi. Con đực mà nó cứ bám mãi là rõ ràng là con cái là mùi, không mùi làm sao nó bám mãi được anh. Không có cái chuyện con đực nó cứ bám mãi đâu. Cẩn thận đấy con cái này rồi, nếu nha để theo dõi con này, nếu mà con này ấy mà 2 tháng nữa mà không lên giống nha, con cái này 2 tháng nữa mà không lên giống thì đợt này chính là đợt lên giống của nó, nhưng nó lên giống ngầm mình không biết này. Nếu mà 2 tháng nữa nó không lên giống. Chưa từng gặp cái ca nào như thế này. Chỉ đơn giản là cho sang đấy chơi thôi mà cuối cùng lại đực này cứ bám cái. Bám cái đuổi phối. Mà trong khi đực này là cái đực mà bao nhiêu lần rồi, nếu mà cái mà không có mùi thì là nó không quan tâm. Cái còn đang chịu đực nhưng mà mùi nhạt thì nó còn không quan tâm. Chứ không nói đến là cái không chịu đực. Đây là lần đầu tiên gặp cái tình huống là đực muốn phối mà cái không chịu này. Lần đầu tiên luôn, đực rất là quan tâm, hít người, nhăm nhe muốn phối là sao? Cái này không đồng ý, mà giờ thì đực lại bám lại muốn phối, mở ra làm quen. Thôi mờ đi vào đi, để cho chúng nó tự nhiên, con mờ với con đen đi vào trong nhà đi. Cặp mông cọc bản này thì cặp mông cọc bản màu vàng này thì hứa hẹn là cho con sẽ rất là đẹp, sẽ là đẹp tuyệt vời đấy, mà lần trước thì nó lại bị hụt mất đấy. Được rất là quan tâm cái, thế mới hay. Cái bắt đầu cóng rồi đấy, nhìn thấy hai cái bộ lưỡi của chúng ta và hai cái mặt luôn. Đực vẫn rất quan tâm, cái thì bắt đầu cóng. Kiên trì để đến bao lâu. Chuyện lạ. Với một số con đực ấy thì nó không lạ, nhưng mà với con đực này thì nó lạ. Còn có những con đực ấy thì nó không có cần gì cả, nó cứ thấy con cái nó đòi phối thôi. Nhưng mà với con đực như con sẹo này thì nó chọn ngày. Nó phối giống và nó chọn ngày chứ nó không có phối bừa.
con cái là có mùi nó phối, mà con cái mà nhạt mùi nó không phối, mà đây thì lại cứ đòi phối. Quá lạ luôn. Cái thì ngồi bệt mông, còn đực thì vẫn đứng ở bên cạnh để gãi. Đấy, nhìn cái đuôi của sẹo, sẹo là cọc tịt. Đây là cái đuôi cọc tự nhiên mọi người nhé. Hay thôi đi sẹo, nó không thích thì thôi. Không hiểu cái ca này là như thế nào, chỉ có thể giải thích là con cái nào này là lên giống, là lên giống ngầm, để xem dự đoán có đúng không. Lạ thật. Nếu mà trong vòng 2 tháng nữa mà con sôi này nó lên giống lại thì đấy là dự đoán sai. Còn nếu không thì sẽ bị lỡ cái mất cái nước phối là này. Chọn là tại sao đực nó lại cứ bám cá. Mà đấy nó không phải là con này là không có mùi, là nó không quan tâm. Đây quan tâm thế. Gái xinh. Quan tâm nặng nặng đòi phối. Cái điện thoại đâu này, đưa cái điện thoại. Hay là ấy nhỉ, hay là ở nhà con Su với con San Sa là nó lên giống không, là nó nhún nhảy con này là nó dây mùi sang con này. Rồi ở nhà thì hai con Sa Lơ. Sôi nghe nhún nhảy hai đứa đấy mà. Lại ra lại nịnh. Sôi có cái mặt xinh. Sôi mặt xinh.